Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Mai Văn Phúc, là mục sư của Hội Thánh Tư Gia tại Hà Nội. Bản thân tôi thì đã tham dự GLS 3 lần và tôi cảm thấy vô cùng được gây dựng và được khích lệ và được tăng trưởng ở trong cái khía cạnh lãnh đạo và đặc biệt là trong cái đời sống cá nhân của tôi. Chương trình GLS năm 2019 này thì tôi đã học được rất là nhiều điều, đặc biệt là qua cái sứ điệp của mục sư Greg. Tôi đã học được rằng làm sao để trở thành một người lãnh đạo đem đến sự cảm thúc, sự khích lệ cho những cái người dưới mình và họ muốn đi theo. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Chào mọi người, mình là Phương Anh. Mình rất là vinh dự khi được đến với Hội nghị lãnh đạo toàn cầu năm 2019 này. Mình đã tham dự rất là nhiều năm và mỗi năm mình đều học hỏi rất nhiều điều. Một trong những điều mình học hỏi được nhiều nhất đó là đối thủ vô hạn của cuộc đời mình chính là bản thân mình. Mình vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, vượt qua được mình của ngày hôm qua và hướng đến trong tương lai trở nên người lãnh đạo tốt, vì người lãnh đạo tốt sẽ giúp ích cho không chỉ chính mình mà giúp ích cho cả người khác nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin thân ái kính chào quý vị, tôi là Trần Văn Pháp. Tôi thực sự cảm thấy được rất được ích lợi, rất được truyền cảm hứng và cảm thấy được gia tăng rất nhiều trong kỹ năng lãnh đạo cũng như những cái kỹ năng khác nhau để giúp mở rộng công việc Chúa ở tại Việt Nam này. Chúng tôi ước mong chương trình này không chỉ tổ chức ở tại Hà Nội, không chỉ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sẽ được tổ chức ở nhiều thành phố khác ở khắp cả Việt Nam để nhiều mục sư khác, nhiều lãnh đạo khác, nhiều các tôi Chúa khác sẽ có cơ hội được tiếp cận, được trang bị cũng như được ích lợi qua hội nghị lãnh đạo toàn cầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.